Rạng sáng 15 tháng 8, câu lạc bộ Chelsea chính thức ra mắt tiền vệ Moises Caicedo mua từ Brighton với mức phí kỷ lục bóng đá Anh, 115 triệu bảng cộng thêm các phục phí, cùng sắp mua thêm Romeo Lavia từ Southampton. Cả hai thương vụ chuyển nhượng này Chelsea đều giành chiến thắng trước Liverpool, với mục tiêu chuyển nhượng thứ hai là tiền vệ Romeo Lavia cũng chỉ muốn chuyển đến đội bóng thành London. Moises Caicedo ra mắt Chelsea trước đó. Liverpool đạt thỏa thuận với Brighton mức giá mua Moises Caicedo khoảng 110 triệu bảng. Tuy nhiên, Moises Caicedo từ chối và chỉ muốn chuyển đến Chelsea. Tôi rất vui khi được gia nhập Chelsea. Tôi rất phấn khích khi được ở đây tại câu lạc bộ rất lớn này. Tôi không phải đắn đo suy nghĩ khi Chelsea gọi cho tôi. Tôi chỉ muốn ký hợp đồng với câu lạc bộ. Được ở đây là một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi nóng lòng muốn bắt đầu với đội bóng. Moises Caicedo phát biểu trong ngày ra mắt và ký hợp đồng có thời hạn 8 năm với Chelsea, kèm điều khoản gia hạn thêm mùa kế tiếp. Chelsea đã theo đuổi Moises Caicedo từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, đã đạt các thỏa thuận cá nhân, nhưng lại kỳ kèo mức phí với Brighton. Cho đến khi Liverpool vào cuộc đưa mức giá kỷ lục, thì Chelsea mới vội vã tăng giá lên mức kỷ lục mới 115 triệu bảng mới sở hữu ngôi sao 21 tuổi người Ecuador. Hoàn tất hợp đồng với Moises Caicedo, Chelsea cũng sẽ mua thêm tiền vệ Romeo Lavia từ Southampton với mức phí khoảng 50 triệu bảng. Qua đó, lập kỷ lục chuyển nhượng dưới thời chủ mới người Mỹ, tỷ phú Todd Bowley, chỉ trong 3 kỳ chuyển nhượng gần đây gồm mùa hè 2022, mùa đông 2023 và mùa hè 2023 đã chi gần 1 tỷ bảng Anh mua sắm cầu thủ. Chelsea sở hữu hai tiền vệ trẻ đầy chất lượng Moises Caicedo, 21 tuổi và Romeo Lavia mới 19 tuổi. Sẽ giúp huấn luyện viên Mauricio Pochettino hoàn chỉnh đội hình thi đấu. Ở trận ra quân mùa giải ngoại hạng Anh năm 2023 đến năm 2024, Chelsea hòa Liverpool 1-1 trên sân nhà, trận tiếp theo gặp West Ham ngày 20 tháng 8.